Hello, chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Hoài An Audio. Tiếp tục cái video thì trong ngày hôm nay em sẽ ghép một bộ karaoke rất là chất lượng và trong tầm giá tiền cho tất cả các bác nhá. Thì trước mắt tất cả các bác, đây là một cấu hình bộ karaoke trị giá 8.600.000, đúng không ạ? 8.600.000. Và em sẽ báo chi tiết từng sản phẩm một cho các bác. Đầu tiên là một đôi loa full calibrate bass 25 hàng bãi nhá. Đây, rất là đẹp đây. Hàng bãi full bass 25. Cuốn rất là to. Đấy, full 35 cuốn rất to. Tép kèn 135 một tép kèn. Các bác nhá. Một tép kèn. Và thứ hai là một con đẩy T350 rất là đẹp. Con này chạy mạch M Urok. Thương hiệu Mỹ nên tiếng của nó rất là hay nhá. Và cái thứ ba là sản phẩm của con vang MT800 thì bên Audio Hoài An bán rất là nhiều rồi. Đây là sản phẩm mới và một chiếc mic Sennheiser thương hiệu Đức. Thì tổng bộ trị giá này bên em đã bán cho tất cả các bác là 8.600.000 và tặng dây jack đầy đủ phụ kiện, bao ship, bảo hành cho các bác 6 tháng với bộ karaoke này nhá. 6 tháng bộ karaoke này. Ok, em sẽ thử từng mic cho các bác nghe trước nhá. Sennheiser mic của Đức, các bác nào đã, rất nhiều các bác đã nhận hàng của em rồi. Anh đi 1 2 3 4 5 6 7. Anh đi 1 2. Đây đây. Con vang TMT này trông hút rất tốt và tiếng vang echo rất là mềm mượt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anh đi. Anh đi 6. Ok, thì đầu tiên thì các bác đang xem video ủng hộ cho em xin nút like nhá. Và các bác đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất bên em. Và đây là những sản phẩm trong một bộ karaoke sẽ tặng đầy đủ các bác phụ kiện dây jack và bao ship. Trị giá chỉ có 8.600.000 thôi. Gồm một đôi loa full bass 25 này. Một con đẩy, đúng không ạ? Một con đẩy 450W và một con vang cơ của trung hú của MT800 em bán rất là nhiều. Và một chiếc mic Sennheiser thương hiệu của Đức, mic dây. Đó. Thì ngay bây giờ em sẽ test một cho các bác nghe một đoạn nhạc remix nhá, xong thì đó một đoạn karaoke nhá. Nghe căng luôn. Quê luôn anh em. Tiếng bát đánh rung người luôn, nghe rất sáng luôn. Ok tất cả anh em nhá. Và bên ngay sau đây em sẽ mở một đoạn tiếng karaoke cho các bác nghe nhá. Các bạn đang xem thì ủng hộ cho kênh like nhá. Quý vị hãy thưởng thức karaoke này. Chiều trở về khuôn viên sân trường em ngõ vắng im lìm, thần thờ hàng cây nghiêng ôm hình em dáng nhỏ diêu hiền. Đường trải dài thanh thang, riêng mình anh mở ngõ tuôn tràn. Âm thầm từng bước em đi lên 1 2. Ok tất cả các bác nhá. Đấy, bộ karaoke trị giá 8.600.000 bên em bao ship tặng đầy đủ một cái dây jack. Các bác cần thì chi tiết liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0352 910 9 nhá. Đây là một những cấu hình và đô la này, và bộ này em chỉ có một bộ thôi. Và ngày hôm qua em đã test cho một bộ cho anh Thư về tận Kiên Giang một bộ rồi. Và hôm nay còn một bộ nữa, các bác nào thì comment trực tiếp, gọi điện trực tiếp cho em bên em nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video.